chào bà con cô bác đang đến với chương trình Vui Cùng Điều Lý Câu Hò. Chương trình Vui Cùng Điều Lý Câu Hò cho đài truyền Vĩnh Long thực hiện và phát sóng hàng tuần vào tối thứ hai lúc 19:10 trên kênh truyền Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay sở dĩ đại nghĩa ra mà không có hò, không có hát, không nói gì nhiều trơn trọi là bởi vì hai khách mời chuẩn bị xuất hiện ở đây sẽ là hai cái con người mà giúp đại nghĩa lấp đầy cái khoảng không gian nếu như nó còn im ắng. Dạ thưa quý vị, xin được giới thiệu với mọi người hai khách mời ca sĩ Trương Thảo Nhi và Nguyễn Đình Vũ. Trời ơi, khớp nhạc của ta hay. Đúng rồi, Rình nãy giờ đó anh. Mới nghe có lần đầu tiên mà khớp nhạc hay đó. Khớp cái nhạc rồi còn cái lời thì không biết à. Rồi giờ ra đây có gì muốn nói với mọi người nè. Lời đầu tiên, những con Đình Vũ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả theo đài cũng như là Trương Thảo Nhi và anh MC Đại Nghĩa. Hôm nay con Đình Vũ có mặt ở đây để vui cùng điệu lý câu hò và lấy hết tất cả các khách thu âm đi về cho mình làm ạ. À. Dạ cảm ơn ạ. À. Cái câu đó nghe xong là em thấy cũng hoang mang lắm, tại em cũng đang thu bên ảnh. À vậy hả? Dạ. Lần đầu tiên cho phép Trương Thảo Nhi gửi lời chào thân thương đến với anh Đại Nghĩa, đến với tất cả các khán thính bạn đang xem chương trình Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò. Em là Trương Thảo Nhi, em không biết hò, em cảm ơn ạ. Người ta đang khó chịu kìa. Tức là chào anh, chào tất cả mọi người mà trừ Vũ ra không chào. Từ khi nãy em chào em Trương Thảo Nhi đàng hoàng, nhấn chữ Nhi em Trương Thảo Nhi. Vậy mà không chào anh. Dạ thưa bà con, em nói đúng không bà con? Đó, không cần nói nhiều, hai con người này ra lắp dùm cho em khoảng trống đó rồi. Nãy Nhi có nói là không có biết hò bởi vì Trương Thảo Nhi thì hát nhạc trẻ mà. Dạ đúng. Vũ cũng vậy nữa. Hát nhạc trẻ không thôi mà nào giờ chưa làm bài nhạc nào mà nó có câu hò điệu lý bày vè này kia của Việt Nam mình sao Vũ? Có thu âm cho một số ca sĩ đi qua thu âm ở bên em là cũng có ngồi hò rất là nhiều. Và thường mà khi em nghe mấy cái hò đó em rất là chú tâm vào cái phần mềm thu âm chứ không để ý câu hò hát hò cái gì. À, dạ. Cho nên bữa nay là hơi lo cho em nha. Dạ, nhưng mà đây cũng là một trong những cơ hội rất là tuyệt vời để em được tiếp cận cũng như là học hỏi thêm những cái kiến thức về hò và điệu lý ạ. Nói hay lắm. Để coi cơ mình thể hiện như thế nào. Mời hai em về vị trí đi. Và chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Giai Điệu Thân Quen. Vòng này chúng ta sẽ có hai phần thi. Cái phần đầu tiên là mình sẽ thấy những cái từ khóa hiện lên trên màn hình và dựa trên những từ khóa đó để mình đoán tên bài hát. Đoán đúng mình sẽ có được 10 điểm. Bắt đầu. Đôi bờ đường đen che nghiêng non lá. Biết rồi đó. Ngoại thành. Đi qua mấy sông trèo lên đỉnh cao. Lặn lội dìa thăm luống rau càng cua. Cây cầu dừa. Ngôi trường xa. Đôi chân em. Dạ hết thưa bà con. Mấy cái từ khóa này quen quá rồi. Bởi vì đây là một cái bài hát rất là nổi tiếng. Nãy ai bấm chuông vậy? Dạ Vũ bấm mà. Sao Nhi bấm em? Dạ em tưởng là phải hết mới được bấm. Mà em có biết không? Dạ em có biết. Biết đúng không? Hay là anh nhường em đi. Tại những bài sao chắc chắn em không biết. Bài nào nhiều khi em biết. Hiếm lắm em mới biết được một bài. Bây giờ anh lỡ bấm rồi. Đúng rồi. Làm sao mà em nhường được? Trước khán giả 1 triệu người đang theo dõi đúng không? Bây giờ chỉ có một cách để em nhường thôi. Làm với bộ em nói sai. À em hiểu rồi. Coi như là gì em mình đúng không mà? Đúng. Thôi để em cố gắng, em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Đó là ca khúc Em Đi Trên Cỏ Non. À trời, anh thấy chưa, anh thấy chưa, đâu có. Ủa vậy là em dự định nói đại thôi mà chính xác á anh, nói đúng luôn, nó không sai một chữ luôn đó quý vị. Trời ơi thật là ngại ghê luôn á trời. Cái phần đầu tiên mình chưa có kịp nhanh tay bằng người ta, những phần sau mình rút kinh nghiệm. 10 điểm cho Nguyễn Đình Vũ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cái đoạn nhạc của bài hát này nha. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường. Và tiếp theo, ở phần 2 trong vòng 1 này, chúng ta sẽ có lời bài hát hiện lên trên màn hình kèm với cái giai điệu đi kèm. Chúng ta sẽ nghe, sau đó chúng ta sẽ nhìn lời bài hát và hát lại cho đúng với cái giai điệu của cái bài hát đó. Bắt đầu. Ghê anh vậy? Ôi ôi. Chưa nghe nhạc luôn đó. Thảo Nhi rất là gan dạ thưa quý vị, khi nhạc chưa cất lên thò tay bấm cái chuông liền.
bởi vì sợ Vũ giành. Đúng rồi, em rút kinh nghiệm. Cái câu hỏi đầu tiên có nghĩa rằng là giờ biết hay không biết cũng nên bấm đi. Mình bấm xong mình hát sai nhưng mà không ai trách mình hết, nhưng mà người ta thích cái tinh thần của mình, đúng không anh? Trời, không phải đi chơi mà cọc ngang rồi. Bây giờ này hát cái cho bớt cọc thôi. Đâu ai kiếm đường, cái dậy con cá chê vàng, cái gan là con tép bạc, mấy ngàn là anh cũng mua. Ô là ô áo da quàng, ô a i i chẳng thương cái cổ em có hổn xoàn, thương em áo giá dẻ giá quàng thân tư thân. Ô là ô áo da quàng, ô a i i. Em hát không được nhưng mà em nghe anh hát sao em cảm thấy hên quá, anh hát cùng với em. Bởi vì đứng cái bài lý này là Nhi ít có cơ hội để hát, cho nên thật là Nhi bắt cái giai điệu chưa có quen thôi. Chứ nếu như mà chỉ cần nghe thêm một vài lần nữa thì chắc chắn là Nhi sẽ hát ngọt ngào hơn rất là nhiều. Nhưng mà dầu sao thì Trương Thảo Nhi cũng đã hát đúng cái giai điệu của bài Lý Áo Giá Hoàng. Và 10 điểm dành cho em. Kết thúc vòng thi đầu tiên, cả hai khách mời của chúng ta đều có điểm số bằng nhau, mỗi người có 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 mang tên Hò Ngẫu Hứng. Vòng này bây giờ mới thật sự là thử thách đây. Hò Vũ ơi, là giống như là bên rap mình gọi là rap freestyle á, là mình tự nghĩ ra câu nghĩ trong đúng đầu rồi. Đúng rồi đó. Nhưng mà rap thì nhiều khi là em cái câu nó có bao nhiêu từ bao nhiêu chữ em có thể em tự do chút xíu. Còn này hò đôi khi là mình cũng sẽ phải theo cái vần cái điệu thơ, đúng không? Thơ thường là thể thơ lục bát. Rồi, theo chủ đề của chương trình là Hò Nàng Dâu. Thử thách cái não nhạc sĩ rồi. Thử thách nhiều nhất là ca sĩ nè. Thật sự ca sĩ nào giờ là mình nhìn bài hát mình hát thôi. Dạ, nhưng mà bây rồi giờ mình phải tự đặt lời để mình hát luôn. Mà để nhiều câu chuyện mà mình có thể khai thác tốt nhất, em nghĩ em nên làm mẹ chồng. Yeah, mẹ chồng Nguyễn Đình Vũ và nàng dâu Trương Thảo Nhi. Bây giờ ai hát trước? Để mẹ chồng hát trước cho. Con mời mẹ. Vũ, mời em. Quang ơi, mẹ bảo con này. Con nghe nè. Con ra ngoài ruộng, con kiếm con trâu con cày cho mẹ vui. Cái rồi em không có nốt đi về, tới con đó. Con ra ngoài ruộng, con cày với con trâu. Con cày xong, con vô con nấu cơm cho mẹ ăn. Mẹ ăn món gì mẹ nói đi. Rau cà mắm tôm, muốn xào canh chua. Ôi, em vẫn chưa về. Là, tức là cô con dâu em thôi được rồi về. Bây giờ là bà con dâu này nè, là cô kể ra một loạt những cái món ăn để mà sau khi cày ruộng cùng với con trâu thì về nấu cho mẹ chồng đó. Thôi, con ơi, mẹ thương con quá. Nhìn con mẹ nhớ lại mẹ già ngày xưa. Nãy giờ là hai người ngang tài ngang sức rồi, đều là bay trên mây hết. Bây giờ mình phải có một cái câu để mình chốt, mình quyết định ai thắng ai thua trong vòng này. Giờ mỗi người thêm một câu nữa, ai trước nào? Em trước nha. Mời Vũ. Chiều chiều ra đứng ngõ sao, trông về quê mẹ. Mà ruột đau chín chiều. Câu này hết sức quen thuộc luôn, nhưng mà biết vận dụng vô đúng cái tình huống thì nó cũng hợp lý. Được. Hai. Mời Nhi. Mẹ chồng như là mẹ em, cái tôm bốc non hò. Cái tôm bốc non em nuôi mẹ chồng. Hey, nãy giờ mới nghe được câu mở thấm thía. Bộ câu nói lên được cái tấm lòng của người con dâu dành cho bà mẹ chồng rồi đã, vậy nó cũng vô đúng cái giai điệu nữa, hợp lý. Và như vậy là ở cái vòng thi này
cả hai bạn đúng là ngang tài ngang sức với nhau. Ở cái phần đầu chưa có vô được, nhưng mà hai câu cuối cùng này khớp nha. Giống như nãy giờ là cái câu hò đó bắt đầu từ từ nó thấm, nó đậm trong tim, cho nên mình mới tuôn tràn ra bên ngoài được. Vậy thì chúng ta sẽ chia đôi điểm, mỗi người sẽ được 25 điểm. Thưa tất cả bà con cô bác, cái phần vừa rồi là hò ngẫu hứng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ 3, hãy hát lên. Vòng này thì chúng ta sẽ nghe qua một lần một cái bài hát và sau đó sẽ có chia câu. Nếu như các bạn thấy cái câu màu đỏ là Nhi hát, màu xanh là Vũ hát nha. Và trong mỗi cái câu hát của các bạn á, nó sẽ có bị mất đi vài từ, hoặc là nó có sẽ hoán đổi vị trí, đảo lộn các từ với nhau. Và mình sẽ nhìn, mình phán đoán và mình phải sắp xếp mình hát lại làm sao cho nó đúng với những cái từ trong cái bài hát gốc. Thì một câu mà các bạn hát đúng thì chúng ta sẽ có được 50 điểm. Cao nhất cho vòng này, mỗi người sẽ nhận được 100 điểm. Xin mời ca sĩ Thu Hà và Phú Nguyễn. Nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lúc lạc đồng đen ngựa ô chưa lên đường, nửa câu hoang họ thiết gửi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê chồng tấm lòng thủy chung. Bài này quen không Nhi? Dạ không. Quen mà. Vũ biết bài này không? Nhớ mang nhớ máng à. À chỗ em chưa bao giờ thu âm bài này hả? Dạ chưa. Ừ thì bây giờ có cơ hội mình hát thử đi em. Dạ. Biết đâu mình hát thấy hay quá về mình thu luôn. Dạ. Yeah. Bắt đầu. Rằng thiếp theo chàng hướng về đất phương nào. Đồng xanh mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đồng đen ngựa ô chớ lên đường, nửa câu hoàng họ thiếp gửi lại tình thương. Nửa câu lòng bến nước đục trong, qua cầu một phen chim sáo lại lên. Người ơi làm dâu, làm dâu miên dương. Không cho con đi về luôn. Bơi quá bơi luôn á. Ngựa ô thường thường em nghĩ ngựa ô sẽ là ngựa ô thương nhớ. Không, em, đó là tên của một bài hát khác em. Bài này là bài làm dâu miệt dương. Thảo Nhi hát đủ 3 câu đó mà đúng được mấy câu về Thu Hà?
Dạ đúng một câu ạ. Đúng được một câu mừng quá. Cũng có đúng anh ơi, em mừng quá, em tưởng em sai hết luôn á. Còn với Nguyễn Đình Vũ thì sao Phú? Dạ anh Vũ rất xuất sắc đã chiến thắng được 2 trên 3 câu. 2 trên 3 câu. Như vậy là ở vòng thứ này Thảo Nhi được cộng thêm 50 điểm và Nguyễn Đình Vũ được cộng thêm 100 điểm. 85 điểm và Trương Thảo Nhi với phần thưởng là 2 triệu đồng, Nguyễn Đình Vũ 135 điểm, phần thưởng dành cho em 4 triệu đồng. Hay quá, múa khớp nhạc ghê luôn vậy đó. Bây giờ mời em ra đây, chúng ta sẽ cùng hát lại ca khúc vừa rồi nha. Chờ ai để em chớ theo chàng, rằng thiếp theo chàng hướng về đất phương Nam. Đồng xanh mênh mông, con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lúc lạc đồng đen ngựa ô chớ lên đường, đưa câu quan họ thiếp đuổi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê chồng tấm lòng thủy chung. Người ơi, ngựa ô ta hồng, họ là họ ơi, họ là họ ơi, quan họ theo chồng. Tình em một lòng đục trong bến nước, qua cầu một phen chim sao lại lớn. Người ơi, làm dấu miệt vườn. Người ơi, ngựa ô ta hồng, con cô bác đến đây thì chương trình Vui Cùng Điều Lý Câu Hò hôm nay sẽ được phép kết thúc. Hẹn gặp lại bà con cô bác vào tuần sau, chương trình phát sóng lúc 19:10 thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.